Sáng ngày 24 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đơn vị nhà thầu liên quan. Qua kiểm tra thực địa các đoạn tuyến tại các xã Ngũ Đoan, Đại Hà, Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, nghe báo cáo của các sở ngành, địa phương, đơn vị nhà thầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng đánh giá tiến độ dự án rất chậm. Trách nhiệm này thuộc về các ngành, đơn vị chủ đầu tư, hai địa phương có dự án đi qua và các nhà thầu thi công. Đồng chí nghiêm túc phê bình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy với vai trò của chủ đầu tư, tổ chức thực hiện đấu thầu, bố trí nhà thầu và triển khai giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết. Đồng thời phê bình Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Lão phụ trách dự án chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu từ ngày 25 tháng 5, các địa phương phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành tập trung đề xuất giải quyết dứt điểm các vướng mắc của dự án. Các huyện An Lão, Kiến Thụy tăng cường lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư xử lý theo quy định của pháp luật đối với hai nhà thầu xin rút không thi công phần công việc đảm nhận, đề xuất phương án thi công tối ưu nhất, bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án. Thành phố cam kết bố trí đủ nguồn vốn, tập trung mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 6 năm 2024. Dự án đầu tư xây dựng đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy được Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 04 ngày 27 tháng 3 năm 2019. Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt dự án tại quyết định số 2650 ngày 31 tháng 10 năm 2019 và điều chỉnh dự án tại quyết định số 1392 ngày 22 tháng 5 năm 2023. Dự án có chiều dài 14,8 km theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, 4 làn xe cơ giới, chiều rộng nền đường 22m với tổng mức đầu tư 924,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2019 đến 2024 qua các huyện Kiến Thụy, An Lão. Đến nay, dự án triển khai thi công một số hạng mục cầu cống và thi công đoạn tuyến mới đạt hơn 26% khối lượng dự án. Trong số 4 nhà thầu liên danh trúng thầu thi công dự án, có 2 nhà thầu xin rút và điều chuyển khối lượng cho các thành viên liên danh nhà thầu. Về công tác giải phóng mặt bằng, tổng diện tích thu hồi đất 434.620 m². Đến nay, tiến độ giải phóng mặt bằng đạt 96% toàn dự án. Trong đó, huyện Kiến Thụy hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích đất nông nghiệp. Về đất ở, các địa phương hoàn thành công tác kiểm kê, xác định nguồn gốc đất và dự thảo công khai phương án của 49 trên 49 hộ dân. Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn huyện An Lão, còn một hộ dân chưa nhận tiền đền bù và đề nghị được bồi thường từ đất nông nghiệp sang đất trang trại, gia trại. Huyện Kiến Thụy còn một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng do chưa nhất trí với phương án đền bù, hỗ trợ đất ở. Ngoài ra, đường vào thi công dự án trên địa bàn huyện An Lão đi lại rất khó khăn.